Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình truyền hình thanh niên thành phố Hồ Chí Minh. Mở đầu cho số phát sóng 359 kỳ này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những nội dung chính sau đây. Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ kỷ niệm các ngày lễ lớn. Sinh hoạt truyền thống Đồng Tháp 10, chiến khu Bưng Biền Huyền Thoại. Nhà văn hóa thanh niên tổ chức lễ hội chào năm mới 2014. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 20 tháng 12 năm 2013, tại đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược, huyện Củ Chi, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức chương trình kỷ niệm 67 năm ngày toàn quốc kháng chiến 19 tháng 12 năm 1946, 19 tháng 12 năm 2013, kỷ niệm 53 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam 20 tháng 12 năm 1960, 20 tháng 12 năm 2013, 69 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2013. Và 24 năm ngày hội quốc phòng toàn dân 22 tháng 12 năm 1989, 22 tháng 12 năm 2013. Đến dự có đồng chí Phan Văn Khải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ. Tham gia chương trình, nhân dân và tuổi trẻ thành phố đã có dịp ôn lại truyền thống vẻ vang, tinh thần yêu nước nồng nàn, ý chí quật cường, quyết chiến đấu vì độc lập dân tộc nước nhà của các thế hệ cha anh đi trước. Thế hệ trẻ ngày nay càng quyết tâm ra sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày càng giàu mạnh, vững bền. Ngày 21 tháng 12 tại Hà Nội, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ tư khóa 10 thông qua nghị quyết phát triển tổ chức đoàn hội trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, quyết định chủ đề công tác năm 2014, năm thanh niên tình nguyện bầu cử nhân sự Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn. Với 128 trên 129 phiếu đồng ý, tỷ lệ 99,22%, Bí thư Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh anh Lê Quốc Phong đã trúng cử chức Bí thư Trung ương Đoàn là thành viên trẻ nhất trong Ban Bí thư Trung ương Đoàn. Anh Lê Quốc Phong sinh năm 1978, dân tộc Kinh, quê quán Hà Nội, trình độ chuyên môn thạc sĩ sinh học, lý luận chính trị cao cấp. Trước khi được bầu làm Bí thư Trung ương Đoàn, anh Phong là Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam khóa 8, thành Ủy viên Bí thư Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh. Từ ngày 24 tháng 12 đến ngày 31 tháng 12, Nhà văn hóa thanh niên sẽ diễn ra chương trình lễ hội chào năm mới 2014 với nhiều hoạt động sôi nổi thú vị dành cho các bạn trẻ. Lễ hội chào năm mới 2014 do Nhà văn hóa thanh niên phối hợp cùng công ty Joto Mentolatum Việt Nam tổ chức với nhiều hoạt động thú vị hoàn toàn miễn phí cho các bạn trẻ tham gia như chăm sóc da, tạo kiểu tóc thời trang phong cách, tham gia trò chơi liên quan, chụp ảnh, vân vân. Lễ hội chào năm mới quy tụ gần 100 ca sĩ, nghệ sĩ, diễn viên, người mẫu cùng nhiều nhóm nhảy nổi tiếng tham gia biểu diễn hàng đêm tại chương trình. Hơn 100 gương mặt trẻ tiêu biểu trên các lĩnh vực học tập, rèn luyện, nghiên cứu, khoa học, lao động, sáng tạo đã cùng nhau tham gia chương trình Họp mặt các gương mặt trẻ xuân 2014 do Báo Mực Tím tổ chức. Trong không khí ấm cúng của chương trình, các tài năng trẻ đã cùng trao đổi, trò chuyện, giao lưu với các độc giả của Báo Mực Tím về những bài học quý giá của mình. Có thể nói, ở mỗi bạn trẻ đều chia sẻ những khát vọng của mình cho độc giả. Đó là những khát vọng vươn cao, vươn xa của trí tuệ, tài năng Việt Nam. Những ý tưởng, kế hoạch và khát vọng này được ban tổ chức chương trình ghi nhận để hỗ trợ các tài năng thực hiện ý tưởng, kế hoạch và khát vọng của mình. 6 giọng ca xuất sắc nhất đã bước vào đêm chung kết cuộc thi Tiếng hát sinh viên Trường Đại học Tài chính Marketing năm 2013 được tổ chức tại sân khấu Hoàng Vũ vào ngày 17 tháng 12 năm 2013. Cuộc thi Tiếng hát sinh viên UFM 2013 I Can Sing là sân chơi âm nhạc hoàn toàn mới do Hội sinh viên Trường Đại học Tài chính Marketing tổ chức nhằm tìm kiếm những cá tính âm nhạc, những giọng ca thật xuất sắc của Trường Đại học Tài chính Marketing. Đây là một sân chơi thú vị, hấp dẫn và chuyên nghiệp dành cho các bạn sinh viên có niềm đam mê ca hát và mong muốn khẳng định bản thân. Cuộc thi kéo dài từ ngày 24 tháng 10 đến ngày 17 tháng 12 năm 2013 đã thu hút sự tham gia của 500 lượt thí sinh đăng ký dự thi. Trải qua 4 vòng thi gay cứng và đầy thử thách, ban giám khảo đã chọn ra 6 giọng ca xuất sắc nhất bước vào đêm chung kết. Tại đêm chung kết, 6 thí sinh đã có màn biểu diễn đầy ấn tượng, sôi động và đậm chất sinh viên qua 2 phần thi đơn ca và song ca. Kết quả chung cuộc, thí sinh Huỳnh Thị Khánh Thu đã xuất sắc đoạt giải nhất cuộc thi, thí sinh Phạm Thanh Tài đoạt giải nhì. Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức ngày hội sinh viên sư phạm với biển đảo quê hương, góp phần tuyên truyền cho đoàn viên sinh viên về tình hình biển đảo và những chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, tạo một sân chơi lành mạnh giao lưu sinh viên toàn trường. Rất đông các bạn sinh viên của trường đã tham gia vào những hoạt động hết sức sôi động và ý nghĩa của ngày hội. Những bạn sinh viên đã cùng nhau ký tên ghi những dòng tâm tình lời chúc cho những người lính Trường Sa, Hải quân trong hoạt động ngàn chữ ký triệu trái tim hướng về biển đảo.
thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặc sắc trong phần thi giai điệu Trường Sa, hay thể hiện sự hiểu biết về luật trong phần thi tìm hiểu kiến thức về luật biển Việt Nam. Ngày hội còn diễn ra nhiều chương trình ý nghĩa khác như thiết kế logo liên quan đến biển đảo, bán đấu giá kỳ quỹ vì Trường Sa thân yêu. Sáng ngày 2 tháng 12 năm 2013, Đoàn Tổng Công ty Cổ phần Bia rượu nước giải khát Sài Gòn đã tổ chức tuyên dương 12 công trình thanh niên sáng kiến cải tiến kỹ thuật tiêu biểu năm 2013 tại Nhà văn hóa thanh niên. Ngày hội còn tổ chức cho đông đảo thanh niên công nhân tại đơn vị tham gia hội thi văn nghệ, tiếng hát thanh niên công nhân Bia Sài Gòn, triển lãm các công trình tiêu biểu năm 2013, tổ chức cuộc thi đi tìm đại sứ thương hiệu. Dịp này, Đoàn Tổng Công ty còn phối hợp Đoàn Khối Doanh nghiệp Công nghiệp Trung ương tại thành phố Hồ Chí Minh trao tặng 100 phần quà trị giá 50 triệu đồng để chăm lo công nhân có hoàn cảnh khó khăn không về quê ăn Tết. Với ý tưởng chính từ việc tái hiện lại không gian Sài Gòn giai đoạn 1970-1990, giai đoạn quan trọng có ảnh hưởng sâu sắc trong lịch sử Việt Nam, ngày hội còn thu hút giới trẻ với các hoạt động như cuộc thi tài năng thanh niên công nhân, khu vực chụp hình, quầy trưng bày sản phẩm, vân vân. Kính thưa quý vị, tối ngày 19 tháng 12 năm 2013, Ban Thường vụ Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật, sinh hoạt truyền thống Đồng Tháp 10, chiến khu Bưng Biền huyền thoại. Đây là dịp để hun đúc thêm cho các bạn trẻ tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tri ân các bậc tiền nhân, tăng cường hiểu biết về mảnh đất quê hương thành đồng tổ quốc thiêng liêng, từ đó ý thức được vai trò của mình trong việc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Tại chương trình giao lưu, các bạn đoàn viên thanh niên của thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Tháp được ôn lại những quá khứ diễn ra tại khu Bưng Biền huyền thoại hay Đồng Tháp 10 với đồng năng, đồng lát, bầu súng, bầu sen, rừng tràm bát ngát, còn vang danh những trận đánh huyền thoại đánh đâu thắng đó của tiểu đoàn 307. Tất cả được tái hiện lại một cách sinh động, hào hùng qua những bài hát, câu hò, múa minh họa, làm cho chúng ta tưởng như đang sống vào những ngày tháng hào hùng. Cũng tại chương trình, các bạn trẻ còn được giao lưu, được nghe đồng chí Trần Hữu Phước, Phó Ban Chỉ đạo xây dựng khu di tích lịch sử miền Nam, và Đại tá Nguyễn Văn Tồng, nguyên Phó Chính ủy Quân đoàn 4, nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 311 Long Châu Sa, kể về chiến công thầm lặng trong những trận đánh ở Đồng Tháp 10. Qua đó hùn đúc thêm cho các bạn trẻ tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tri ân các bậc tiền nhân, tăng cường hiểu biết về mảnh đất quê hương thành đồng tổ quốc thiêng liêng. Trước đó, tuổi trẻ thành phố mang tên Bác đã tham dự lễ công bố bộ phim tài liệu lịch sử Đồng Tháp 10, chiến khu Bưng Biền huyền thoại tại khu di tích Gò Tháp thuộc địa bàn xã Mỹ Hòa và Tân Kiều, huyện Tháp 10, tỉnh ủy Đồng Tháp. Đồng Tháp 10 là một vùng đất dễ dàng đi vào lịch sử dân tộc Việt Nam. Từ những ngày đầu tiên của công cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta, Đồng Tháp 10 đã được xứ ủy Nam Bộ chọn làm căn cứ đầu tiên ở Nam Bộ. Để nêu bật vai trò lãnh đạo sáng tạo, sắc bén và có hiệu quả của xứ ủy Nam Bộ trong thời kỳ 1946-1949 và giáo dục thế hệ trẻ hôm nay tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của các thế hệ cha ông, được sự đồng ý của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, tỉnh ủy Đồng Tháp đã thực hiện công trình bộ phim tài liệu dài 4 tập mang tên Đồng Tháp 10 Chiến khu Bưng Biền huyền thoại với sự giúp đỡ của Hội đồng Cố vấn Lịch sử, Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Bộ phim do Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh và Đài phát thanh truyền hình Đồng Tháp phối hợp sản xuất. Sau 2 năm khẩn trương thực hiện, bộ phim Đồng Tháp 10 Chiến khu Bưng Biền huyền thoại được công bố và phát sóng. Với thời lượng 80 phút gồm 4 tập với tên gọi Bưng Biền, Đồng Lòng, Những bản hùng ca và Xã hội kháng chiến. Mỗi thước phim là một khoảnh khắc vàng của lịch sử, phản ánh chân thật toàn diện những khó khăn ác liệt mà cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ta trong điều kiện vừa xa trung ương vừa phải vượt qua sự khắc nghiệt của tự nhiên để tồn tại và phát triển. Mặt khác phải chống trả lại sự đánh phá ác liệt của kẻ thù, bám trụ địa bàn, giữ vững sự lãnh đạo của toàn Nam Bộ kháng chiến và phục vụ kháng chiến. Lớn ở chiến trường Sài Gòn. Liên quan tuổi trẻ sáng tạo thành phố Hồ Chí Minh là hoạt động được tổ chức hàng năm, là dịp để tuổi trẻ thành phố giới thiệu đến đông đảo nhân dân, thanh thiếu nhi về những mô hình, ý tưởng sáng tạo của các cá nhân, tập thể tiêu biểu, đóng góp trên các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, sáng tạo nghệ thuật, nghiệp vụ chuyên môn trong quá trình học tập và lao động của mình. Từ sân chơi này, các bạn được giao lưu, trao đổi và tiếp cận nhiều kiến thức quan trọng về học thuật, nghiên cứu sáng tạo.
tại lễ khai mạc Liên hoan tuổi trẻ sáng tạo thành phố Hồ Chí Minh lần thứ tư năm 2013 tổ chức tại Nhà văn hóa Thanh niên thành phố Hồ Chí Minh. 4 đề tài sản phẩm sáng tạo có tính ứng dụng thực tiễn cao đã được tuổi trẻ thành phố chuyển giao cho các đơn vị, doanh nghiệp nghiên cứu và ứng dụng hiệu quả hơn. Ban tổ chức liên hoan đã thiết kế các diễn đàn giao lưu, đối thoại giữa thanh thiếu niên thành phố với các nhà khoa học, tổ chức ngày hội sinh viên sáng tạo, tổ chức cuộc thi sản phẩm thiết kế, chế tạo và ứng dụng. Một trong những điểm thu hút rất đông các bạn đoàn viên thanh niên đến tham quan là khu vực giới thiệu hình ảnh và 35 gian hàng triển lãm các sản phẩm sáng tạo, hơn 500 sản phẩm, mô hình sáng tạo khoa học kỹ thuật do các bạn sinh viên thực hiện được trưng bày. Nhiều sản phẩm mô hình mang tính ứng dụng cao khi được áp dụng vào thực tiễn cuộc sống. Dạ, các sản phẩm trưng bày ở đây rất là đa dạng và rất là sáng tạo. Rất là nhiều từ các sản phẩm kỹ thuật công nghệ cho đến những sản phẩm thân thiện với môi trường, và em thấy rất là lạ. Đối với vai trò là một sinh viên năm cuối, em thấy các bạn sinh viên trẻ hiện nay có rất là nhiều ý tưởng rất là táo bạo và mới lạ. Chúc cho các bạn đạt được nhiều thành công trong cái con đường sáng tạo của mình. Nằm trong các hoạt động của Liên hoan tuổi trẻ sáng tạo thành phố Hồ Chí Minh là lễ kỷ niệm và chương trình tổng kết trao giải giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Eureka lần thứ 15 năm 2013. Ban tổ chức giải thưởng đã trao 9 giải nhất, 12 giải nhì, 11 giải ba, 26 giải khuyến khích và 16 luận văn xuất sắc cho các cá nhân đoạt giải. Tôi cho rằng là một trong những vấn đề rất lớn và chúng tôi rất quan tâm đến cái việc là làm sao để cho các cái đề tài nghiên cứu của sinh viên nó được ứng dụng vào thực tiễn, làm sao để có thể thương mại hóa, để đưa những cái kết quả nghiên cứu đó trở thành là những cái ứng dụng thực tế ở trong xã hội. Và cái điều đó nó đòi hỏi cái sự nỗ lực của các bạn sinh viên, bên cạnh đó là sự đồng hành của các nhà nghiên cứu, của các trường đại học, của các viện, của các doanh nghiệp, thì các cái đề tài nghiên cứu đó nó mới có thể có cái sức sống ở trong xã hội được. Và như vậy thì trong tương lai chúng tôi nghĩ rằng là chúng tôi cũng sẽ cố gắng cùng với lại các cái chương trình để làm sao cho cái điều kiện cho các sinh viên có thể có những cái điều kiện tốt hơn để tiếp tục có những hoạt động nghiên cứu trong những năm sắp tới. Đánh dấu chặng đường 15 năm của giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Eureka, Ban Thường vụ Thành đoàn đã trao kỷ niệm chương vì thế hệ trẻ, bằng khen Trung ương Đoàn, bằng khen Ủy ban Nhân dân, huy hiệu thành phố, bằng khen Đại học Quốc gia cho các cá nhân đơn vị có nhiều thành tích đóng góp cho phong trào nghiên cứu khoa học thành phố. Dịp này, Ban Giám đốc, cán bộ công nhân viên Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ Thành đoàn cũng đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng 3. Tại lễ tổng kết liên hoan tuổi trẻ sáng tạo năm nay, Quỹ bảo trợ tài năng trẻ thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh đã trao bảo trợ cho 10 tài năng trẻ ở các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, học tập nghiên cứu khoa học, thể dục thể thao đạt nhiều thành tích trong thời gian qua. Đây là nguồn kinh phí hỗ trợ các tài năng trẻ có điều kiện để tiếp tục tập luyện, nghiên cứu. Liên hoan tuổi trẻ sáng tạo thành phố Hồ Chí Minh đã thực sự lan tỏa, thu hút sự quan tâm của đông đảo đoàn viên thanh thiếu niên thành phố tham gia. Đây không chỉ là sân chơi để các bạn thanh thiếu niên đam mê nghiên cứu khoa học được giao lưu, trao đổi và tiếp cận nhiều kiến thức quan trọng về học thuật, nghiên cứu, sáng tạo, mà còn là nơi phát hiện những tài năng khoa học mới cho thành phố và đất nước. Được thành lập đầu năm 2013, với chung đam mê báo chí, thích hoạt động xã hội, năng nổ, nhiệt tình, câu lạc bộ báo chí trường Trần Đại Nghĩa ra đời đã đem lại luồng gió mới cho hoạt động phong trào của ngôi trường chuyên này. Nhiệm vụ chính của câu lạc bộ là phụ trách bản tin đoàn trường với nhiều nội dung phong phú như tin tức hoạt động, kỹ năng sống, tổ chức chủ đề hàng tháng để các bạn học sinh trong trường tham gia viết bài, vừa giao lưu học hỏi, vừa nâng cao được sự đoàn kết trong các khối lớp. Từ khi ra đời, câu lạc bộ đã chuyển tải thông tin của đoàn trường, của ban giám hiệu đến với học sinh một cách nhanh chóng hơn thông qua bản tin. Câu lạc bộ báo chí là câu lạc bộ đầu tiên của trường em, cũng như là đây là câu lạc bộ báo chí đầu tiên của tất cả các trường trung học phổ thông trên toàn thành phố. Câu lạc bộ báo chí thành lập là một tiếng nói chung giữa các bạn học sinh và nhà trường, cũng như là nơi để cho các bạn mà đam mê viết lách và các bạn nó muốn sáng tạo cũng như là thể hiện bản thân mình thì các bạn ấy đã tham gia vào câu lạc bộ. Để đều đặn ra mắt độc giả vào mỗi tháng thì các phóng viên trẻ phải tranh thủ vào các ngày thứ bảy chủ nhật, thậm chí cả giờ ra chơi hay nghỉ trưa cùng sinh hoạt với nhau để tìm đề tài, phân chia bài viết, lên ý tưởng thiết kế các sản phẩm. Hiện tại câu lạc bộ có 47 thành viên nòng cốt được chia ra ở các mảng học đường, thơ văn, đời sống, giải trí, mỹ thuật và đồ họa. Câu lạc bộ báo chí không chỉ thu hút các bạn học sinh chuyên văn mà đông đảo các bạn chuyên toán, anh cũng háo hức đăng ký tham gia. Khi tham gia câu lạc bộ thì em có những người có cùng sở thích với em nên có thể
trao đổi những kiến thức mới với nhau và câu lạc bộ để cho tụi em có thể có khả năng là sáng tạo trong từng bài báo để đưa ra những cái ý kiến của mình hay cảm nhận của mình. Sau khi mà tham gia vào câu lạc bộ báo chí thì em cảm thấy đây là một sân chơi rất là thú vị, có thể giúp cho em có những cái kiến thức cũng như là kinh nghiệm khi làm việc trong những cái tài soạn báo tuổi teen. Thì từ đó thì trong lòng em để muốn định hướng mình đi theo ngành báo chí. Uy tín của câu lạc bộ báo chí càng được khẳng định khi các bạn cho ra đời ấn phẩm Nội Sang, đông đảo học sinh và cả cựu học sinh trường đều háo hức với một Nội Sang mang phong cách gần gũi nhưng cũng rất độc đáo, khẳng định phong cách riêng của học sinh trường Trần Đại Nghĩa. Đây là một nỗ lực rất lớn khi chính các bạn phải tự thực hiện tất cả các công đoạn, từ bài viết, dàn trang, hình ảnh đến các mẫu thiết kế của ấn phẩm. Câu lạc bộ báo chí khi được mở ra thì những cái tin tức, những cái cập nhật mới nhất cũng của đoàn trường và cũng như của đoàn nhà trường sẽ đến được với chúng em một cách nhanh nhất thông qua Facebook hay là thông qua bản tin trường học. Ngoài ra thì các bạn còn có những bài phỏng vấn, những thầy cô, rồi có thể đưa được những tâm tư, tình cảm của một số những cái đoàn viên trong trường và những thắc mắc của chúng em lên được đến được với mọi người. Thì theo em, câu lạc bộ báo chí rất thiết thực và đem lại nhiều lợi ích cho học sinh trong toàn trường. Gần một năm hoạt động thì thực sự là nhận được rất nhiều sự đón nhận từ các bạn. Các bạn mỗi lần mà đi ngang qua mà thấy mọi người xem bản tin thì tụi em rất là vui khi mà những cái công sức của mình đều được mọi người đón nhận. Cũng như là mọi bài báo thì đều được các bạn đọc qua và các bạn ghi nhận và các bạn giống như là xem câu lạc bộ báo chí như một nơi để các bạn có thể cập nhật mọi thông tin của trường. Không chỉ là sân chơi bổ ích cho các bạn sau những giờ học trên lớp, với tiêu chí hoạt động hiện tại của mình, câu lạc bộ báo chí trường Trần Đại Nghĩa còn mang trên mình nhiệm vụ lưu giữ lại những ký ức đẹp khi còn khoác trên mình chiếc áo trắng học trò. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình truyền hình thanh niên kỳ này. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình tuần tới, phát sóng vào lúc 21 giờ 10 phút ngày 30 tháng 12 trên kênh HTV9 và phát lại vào lúc 7 giờ ngày 31 tháng 12 năm 2013 trên kênh HTV7. Mọi thông tin đóng góp cho chương trình, quý vị và các bạn có thể gửi thư về địa chỉ chương trình truyền hình thanh niên thành phố số 1 Phạm Ngọc Thạch, phường Bến Nghé, quận Nhất, email truyền hình thanh niên thành phố Hồ Chí Minh a@gmail.com, điện thoại 083 829 8669. Nguyệt Hương thân ái chào tạm biệt.